Tổng thống Philippines tuyên bố ông sẽ nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình, nhưng cảnh báo Trung Quốc rằng máu sẽ đổ nếu Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của nước ông. Theo hãng tin AP, ông Duterte nói như vậy khi đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc khi phát biểu trước các binh sĩ nước này ở phía đông của thủ đô Manila hôm 24 tháng 8. Người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines cho rằng Trung Quốc đã có thái độ mang tính hòa giải hơn và rằng ông không muốn giao tranh, nhưng bày tỏ lo ngại rằng điều đó sẽ xảy ra nếu các nỗ lực hòa bình thất bại. Nguyên thủ Philippines nói thêm rằng chúng ta sẽ không dễ dàng khuất phục và rằng Trung Quốc sẽ phải bước qua xác các binh sĩ và cả tôi nữa. Anh Huỳnh Đắc Luân, một người Việt sinh sống và làm việc ở Manila, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh ủng hộ tuyên bố của ông Duterte. Nếu như mình cứ dễ dãi với người Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ càng ngày càng lớn ra. Với lại bên Philippines có bảo trợ của Mỹ thì Philippines sẽ có thể có những cái đặc quyền để có thể chống lại Trung Quốc. Còn với Việt Nam mình thì không có được bảo trợ của những nước đồng minh nên hơi yếu thế hơn. Em là người Việt Nam nhưng mà em vẫn ủng hộ ông Tổng thống. Nếu như xâm lấn thì vẫn sẽ đổ máu ạ. Trong một diễn biến khác có liên quan, trả lời hãng tin AFP hôm 24 tháng 8 trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam vào tháng tới, Chủ tịch Trần Đại Quang bày tỏ hy vọng rằng Pháp và các nước khác sẽ giúp hạ giảm căng thẳng ở Biển Đông.